sắc thu quá đẹp luôn cả nhà mình. Cây lá vàng ha, đúng là lễ hội mùa thu luôn. Ngày hôm nay thì lễ hội mùa thu tại cái farm này quá đông người luôn. Ở đây có những cái con dê nè. Mấy con dê, mấy dê nó buồn quá. Ở đây họ trưng bày mấy cái trái băm kiên quá đẹp luôn. Cái màu vàng của cái quả bí nè, bí ngô quá to quá khổng lồ luôn. Mấy đứa nó leo lên nó chụp hình quá trời đông. Em sao đi, em sao đi dạ. Quá trời đông. Đây có mấy con lợn nữa nè, con heo nè, ủi ủi nè. Con quá trời đông. Ở trong này thì họ cũng có cái khu mà nuôi những cái con vật mình có thể mình ngắm nhìn đó. Đây con gà lôi nè, mấy con gà lôi nè. Thất kỳ gà lôi, gà lôi đẹp ghê. Đây có con lừa nè, đến kỳ. Con này là con lừa. Họ có để cái bảng đó là mấy con này nó có thể cắn mình, cho nên mình không có dạ dột của mình đưa tay vô nha. Con lừa nó ăn cỏ. Mấy con này mặt nó hiền vậy đó. Mấy con nít nó thích nè. Mấy đứa children nó rất là thích ngắm những cái con vật như thế này, cho nên nó thì mình thấy hôm nay đó là gia đình đó, bậc phụ huynh đưa mấy đứa nít ra đây để chúng ngắm những cái con vật này, đó, nó nằm nó tận hưởng nó enjoy nè. Có người ta hốt phân rồi. Người ta luôn dọn dẹp sạch sẽ cho nó. Mấy đứa nít so cute luôn. Hai chị em chụp hình. Đây con heo này quá trời luôn.
ít con này con bò chứ. Bò với con của nó. Quá trời rộng. Đó, dọc đường họ có để những cái nhà vệ sinh công cộng này, có giấy rồi, có chỗ rửa tay cho mình đó. Giữ vệ sinh trong này rất là sạch sẽ luôn. Mình tha hồ mình đi trong này. Rộng mênh mông. Quá trời rộng. Chỗ này thì mình vào trong cái nhà ma nè. Nó scary. Để vào trong đây coi cả nhà mình có sợ không nha. Kiểu như cái máy chém là nó mới đứng nít này. Nó vào trong đây thì họ mô phỏng những cái mà không gian ma mị rồi ha. Cái chỗ này để mình có thể đưa cái khuôn mặt mình vào mình chụp này. Fire station. Chỗ này thì nhà chữa lửa, lính cứu hỏa rồi. Lính cứu hỏa này. Đây đó là school, trường học. Đó. Họ làm những cái mô phỏng như là nhà cứu hỏa này, rồi trường học rồi. Để con nít nó vào trong đây thì nó có thể là khám phá và nó học hỏi. Bắt chuột côn đó, trường học, những không gian vậy làm sao? Nhà tù nè, đó, vào nhà tù, siêu. Nathan, do your face in this thing for mommy, right here. Mommy, Logan. Hello, what up? Oh, it says so cute. One thousand, 1,000 you want. That's so cute. Ava, get in there. Want it. Alright, those are cute. Ava, smile. Họ mô phỏng rất là khiêu luôn. Dạ. 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 Wow. Dạ. Cho nên con nít đó, nó vào trong đây vừa nó được vui chơi, rồi nó được học hỏi và khám phá nữa. Cho con nít nó là nó khám phá từ nhỏ luôn mà. Trong này cái gì đây? Nó ở trong này thì dạy cho con nít đó là nó khám phá, nó sàng cát được. Cũng là những cái bài học để cho con nít nó học rồi. Nó học rồi nó sàng cát nè. Cho mấy đứa con nít nó học những cái bài học đầu tiên. Bài học sàng cát, sàng sỏi rồi, có nhiều điều thú vị. Đó.
đó, những cái bậc phụ huynh đó người ta bỏ cát vào, người ta có cái bịch cát người ta bỏ vào để cho những đứa nhỏ nó sàn cát ra cát, sỏi ra sỏi. Hi, this is so cute. Oh, you got a big one. Today. A big one. Look at that. Nó lựa ra, nó lựa những cái hòn sỏi nè. Sỏi ra sỏi, cát ra cát. Xong một cái phụ huynh người ta bỏ vô cái bịch. Hey, buddy. Okay, make sure it all gets in there. Alright, let's put it back in the water and see if you can get some more. Shake it around some more. Hey, I think you're about done there, buddy. Này vui nè, năm nay nó có cái này mới nè. Ờ. Cho con nít nó học mình hay. Thú vị luôn. Đó, có anh ta anh sàng. Anh sàng sỏi ra sỏi, cát ra cát. Anh lựa mấy cái gì sỏi ra anh bỏ vô. Rất là kêu. Ok, Jason, cái bật, more time, bật bỏ vô. Đó, mỗi năm đều có những cái điều thú vị cho trẻ con nó học. Đó, người ta chỉ nè. Có người ta hướng dẫn. Oh, mình lựa những cái đá màu. Màu xanh nha, màu xanh, màu đỏ cái màu đỏ. Thanh kia. You're welcome. Đó, mình lựa những cái viên đá màu là đủ màu hết. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Đó rồi cho những cái đứa con nít đó nó lựa. Thank you so much. You're welcome. Rồi cái con nít nó có những cái bọc á, những cái bịch nó bỏ nó lựa vào đủ màu hết. Lựa màu này ra màu kia. Đó những cái bài học để cho con nít nó lựa nè. Rồi những cái màu. Here, put him in. Look, we're gonna put him in here. Xong rồi cái bỏ vô cái bịch lại. Đó là những cái bài học rất là thú vị cho trẻ con luôn, để nó khám phá mà, khám phá thiên nhiên. Tại vì ở trong cái gỗ này á, sàn này thì có nhiều loại đá đủ màu hết. Coi như mình sàn nè, đó, cái nào cát ra cát, sỏi ra sỏi, vàng ra vàng, kim cương ra kim cương, đó, mình phải sàn lọc ra hết. Đó, những cái bài học thú vị cho nít. Đó, ở đây mình thấy là có. Bring it, những cái lá đá màu rồi. Đó, rất là thú vị luôn. Jace, you gotta come look some more. It's hard to see without the sun. Mỗi năm, mỗi khác. Năm nay thì có cái này rất là thú vị cho trẻ con. Để trẻ con nó khám phá. Và trong đây đó là trẻ con nó vừa được tham quan, rồi nó được khám phá và nó được học nữa. Người ta có những cái bịch đó, người ta trộn lại hết. Đất đá rồi đủ màu, cát rồi đủ màu hết. Rồi xong rồi nhiệm vụ của nó, của trẻ con đó là nó phải sàng lọc và nó lựa ra cát ra cát, đá màu ra đá màu. Wow. Nó rất là đẹp luôn. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Here, Declan, mỗi năm thì có một cái điều thú vị. Năm nay thì Hữu Tiền thấy cái chỗ này rất là thú vị cho trẻ con, để cho con nít nó học nó lựa, học lựa đá màu rồi. Một cái bịch đá như vậy là 7 đồng. Đó, mình mua cái bịch đá để cho con em chúng ta nó lựa ra.
đá này người ta trộn lên hết luôn, đủ màu hết. Con vịt lớn nhất là 26 đồng để cho con nít nó sàng, nó lựa. Đúng là có nhiều khám phá đúng không cả nhà mình ạ? À? Bên đây thì cho con em mình nó luyện bắn súng nè. Bắn vào một cái mục tiêu đó nè, đó target nó bắn vào mấy cái mục tiêu đó đỏ đó. Bên đây cái gì mà người ta ship hàng dữ ta? Đi có con nít thì phải chịu khó ship hàng những cái trò chơi cho con nít nó khám phá mà. Mình thấy bên đây nè, quá trời người ship hàng luôn, nhiều lắm.